Xin chào mọi người. Hôm nay dụng cụ tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Đức Thừa về rất là nhiều nha mọi người nhá. Bây giờ em sẽ quay để giới thiệu cho mọi người biết là những dụng cụ gì nó về nha mọi người. Đầu tiên là về cái lưỡi cắt cỏ nha mọi người nhá. Cái này dùng để cắt cỏ. Tiếp theo là kéo cắt tỉa hàng rào, cắt tỉa cây bonsai. Cái kéo này mình có thể tăng đưa được nhé mọi người. Tăng đưa lên được mọi người. Ai mà thích dài, thích ngắn thì đều tăng đưa lên được nha. Cái này là dầm. Dầm to, dầm nhỏ, dầm lớn, dầm dài thì có hết nhé mọi người. Cái dầm ấy. Đây cái dầm đây. Đây cái dầm để cho mọi người sủi nha. Cái này là cái cào nhé mọi người. Cào mini cho mọi người cào. Đây ấy là cái cưa. Cái cưa nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản nhé mọi người nhá. Chứ không phải là cái cưa của công nghệ Nhật nhé mọi người. Cưa nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản thì nó sẽ xịn sò hơn là cái cưa của công nghệ Nhật. Đây. Cái cưa này nhập trực tiếp nhé mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy đường nét của nó rất là sắc nét nhé mọi người. Đấy, ai mà thích xài hàng chất lượng, hàng nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản ấy, thì hãy đến cửa hàng nhà em. Cưa nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản. Này là cái dầm dài này mọi người, dầm dài này. Cái này là cái kéo hai lưỡi ấy, mọi người, kéo này kéo hai lưỡi này, dùng để róc mía hay là dùng để làm cái gì đó mà mọi người cần, kéo hai lưỡi. Dây rút để cho mọi người rút lan đó mọi người, rút lan nhá. Đấy. Còn cái này là giớn rêu mọi người, giớn rêu cho mọi người trồng lan này. Cái này cái sủi mọi người. Đây cái sủi dài này. Hoặc là cái dầm để cho mọi người ấy cỏ. Liềm. Liềm này mọi người. Liềm nha, liềm này em đặt cái loại thép tốt nhất cho mọi người nha. Dây kim tuyến vàng để cho mọi người cột lan. Các loại kéo cắt cành trên cao và kéo cắt trái mọi người, thu hoạch trái mọi người. Hàng nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản luôn mọi người ạ. Hàng này nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản nhá. Có rất là nhiều cỡ, cỡ 3m, 4m, 5m đều có hết mọi người ạ. Ở đây là em có tổng cộng là 5 loại kéo. 5 loại cái kéo cắt cành trên cao nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản đó mọi người. Nhật Bản nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản đấy không ạ? Vâng, tại vì cái chữ của thằng Nhật Bản ấy là nó cũng có một ít chữ Hán Việt của Trung Quốc, cho nên là ông hai nhìn ấy, ông hai dễ bị lầm. Nhưng mà ông hai nhìn này, này chỉ có chữ Nhật Bản ấy nó mới có những cái dòng chữ như vậy này ông hai này. Đó. Chứ còn hàng Trung Quốc nó không có chữ như vậy. Đó, chữ Nhật Bản mới có. Ví dụ như cái cưa này này. Cái cưa này là cái cưa nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản này ông hai này. Cưa này cưa nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản. Nó khác với lại cái cưa công nghệ Nhật ở ngoài kia. Đó, nó sẽ có những cái loại cưa như vậy. Cái cưa đấy là nó 300 mấy một cái ấy, ông hả? Còn cái cưa công nghệ Nhật ở ngoài kia thì nó chỉ có 130 thôi. Đấy tùy. Đấy, ai thích xài hàng xịn thì xài. Không, cả cây luôn á. Rồi cái này là tiếp tục nhé mọi người nha. Vừa xong em vừa tư vấn cho một bác mua hàng. Còn cái này là cái cuốc. Cái đầu cuốc to. Đầu cuốc to. Còn cái này cái dầm nhỏ. Đầu cuốc nhỏ. Này là xẻng nhỏ nhá, inox chống rỉ cho mọi người. Đầu cạp tròn nhá mọi người, đầu cạp tròn để cho mọi người làm bonsai, mọi người muốn cạp những cái mấu của cái thân đấy mọi người. Khi mà mọi người cắt tỉa cành thì mọi người muốn cho cái thân của mình đẹp thì mọi người sẽ sử dụng cái đầu cạp tròn này nhá. Đầu cạp tròn, đầu cạp xéo đều có hết. Này là sơ dừa rối nhá mọi người. Sơ dừa rối để cho mọi người sử dụng cho lan nhá mọi người. Sơ dừa rối. Phân dê nhá mọi người. Đá để trộn mọi người trồng sen đá nhá mọi người. Đấy đá. Các loại dao ghép cành. Các loại dao ghép cành nhá mọi người nhá. Hàng nhập khẩu ở Nhật Bản có. Hàng đắt tiền, hàng rẻ tiền thì có hết nhá mọi người. Đây. Dao ghép cành.
Đây, dao ghép càn luôn. Dao ghép càn. Dao ghép càn nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản. Đây nhá mọi người. Dao rọc mía nè mọi người. Đấy, cái dao cạo mía nhá. Cái này là cái xẻng. Cái xẻng này là cái xẻng là cũng nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản về đó mọi người. Những cái hàng mà nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản về ấy, thì hàng thì nó chất lượng thì giá thì nó cũng là cũng cao hơn so với những cái xẻng bình thường khác. Nhưng mà xài rất là chất lượng nhá. Ai mà thích xẻng loại chất lượng nào nhà em cũng có hết. Hàng nhập khẩu trực tiếp của Nhật Bản luôn cái xẻng này. Rồi cái xẻng nhỏ để cho mọi người xài. Thép chống rỉ. Này là cái kẹp. Cái kẹp mà bướm để cho mọi người kẹp len nhé mọi người. Rồi ba cỡ là bộ ba làm vườn mini. Bộ này là bộ to nhất. Trong này bao gồm một cái xẻng lớn, một cái xẻng nhỏ và một cái cào ba chân. Còn cái này là một cái xẻng lớn, một cái xiên ba và một cái cào ba chân. Còn cái này là một cái xẻng lớn, một cái xẻng nhỏ và một cái cào ba chân. Đấy, to nhỏ thì em có hết nhá. Này là dao ghép nè mọi người. Dao ghép để cho mọi người dùng những cái chi tiết nhỏ. Cái này là mút hữu cơ nhập khẩu của Hà Lan nè mọi người. Mút hữu cơ nhá, kích mầm ra rễ tốt dùng cho len. Dớn trụ nhá mọi người, để cho mọi người trồng vô. Dớn này dớn dĩa, để cho mọi người trồng vô luôn. Và các loại dây để cho mọi người dùng để uốn cằn nhá mọi người. Dây uốn cằn, có các cỡ. Đây là cái băng để cho mọi người che cái chậu của mình đi. Để cho cái chậu của mình nó khỏi bị rớt giá thể xuống nhá mọi người. Cái độ dính nó rất là tốt nhá. Mọi người đặt lên cái chậu gỗ hay bất kỳ một chậu gì cũng được. Để cho che đi, để cho cái giá thể vẫn khỏi rớt xuống. Còn đây là kéo này là cái kéo để cho mọi người tỉa nhá mọi người nhá. À cái kéo này là cái kéo để cho mọi người ghép cây ấy mọi người. Đây để em mở đây cho mọi người xem. Đây. Đấy, kéo cho mọi người ghép. Rồi, các loại băng keo. Cái băng này là băng ghép cây tự hủy cho mọi người nha. Rồi, các loại đá, đá to, đá nhỏ, đá lớn, đá vừa gì để cho mọi người trang trí, nhà em đều có hết. Video em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hẹn mọi người sang video tiếp theo.